tình hình an ninh bên trong lãnh thổ Nga tiếp tục báo động, khi những chiếc máy bay không người lái bí ẩn xâm nhập sâu vào nước Nga vẫn chưa có lời giải đáp. Mới đây, vùng Bryansk, biên giới nước này, giáp với Ukraine, vừa chứng kiến vụ tấn công nhằm vào dân thường, khiến ít nhất một người thiệt mạng và một trẻ bị thương. Người đứng đầu khu vực cáo buộc một nhóm phá hoại Ukraine đứng sau vụ việc này. Điện Kremlin ngay lập tức tố Ukraine đột kích xuyên biên giới, nhưng Kiev bác bỏ. Trên tiền tuyến, cụ thể là tại Bakhmut, nơi giao tranh đang bị đẩy lên cực độ, lãnh đạo Wagner tung video hiếm có, ghi lại cảnh các chiến binh của ông ở trung tâm chiến địa này. Một số tin tức đáng chú ý khác về xung đột. Mỹ nêu kế sách đánh bại Nga cho Ukraine trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Nga vạch lằn ranh đỏ cho cuộc xung đột trực tiếp với NATO. Nga và Trung Quốc từ chối lên án chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine tại G20. Thủ tướng Hungary nói châu Âu cần một NATO không có Mỹ. Nhà lãnh đạo đồng thời nêu lý do ông Putin không thể ngủ ngon vào ban đêm. Các thông tin nổi bật khác trên thế giới. Mỹ-Hàn sẽ tổ chức tập trận với quy mô lớn nhất trong tháng 3. Tổng thống Mỹ sẽ tiếp chủ tịch EC tại Washington vào tuần sau. Lượng tiêu thụ nhựa ở các nước G20 sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2050. Các tay súng tấn công siêu thị của gia đình vợ Messi gửi lời đe dọa lạnh người đến siêu sao 35 tuổi. Ở Chile phát hiện tượng Moai gần miệng núi lửa trên đảo Phục Sinh. Mỗi ngày một hình ảnh, một câu chuyện thú vị. Hôm nay hãy làm quen với những chú chó nghiệp vụ Anh được đưa đến Thái Lan tham gia chống tội phạm buôn lậu TT. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay ngày 3 tháng 3. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thế giới hôm nay ngày 3 tháng 3. Thưa quý vị, chiến sự ngày qua tiếp tục diễn biến cam go trên các mặt trận tiền tuyến Ukraine và cả khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga. Đáng chú ý, hôm 2 tháng 3, người đứng đầu vùng Bryansk, miền Tây nước Nga đã cáo buộc một nhóm đặc vụ Ukraine xâm phạm lãnh thổ, tấn công công dân. Theo Thống đốc Alexander Bugoma nêu rõ, nhóm phá hoại đã đột kích vào hai làng giáp biên giới Ukraine là Lyubechen và Susani. Viết trên Telegram, vị quan chức nêu rõ, họ bắn vào một chiếc ô tô đang di chuyển, khiến một người đàn ông thiệt mạng và một đứa trẻ 10 tuổi bị thương. Ông Bugoma cho biết thêm, lực lượng Nga đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để loại bỏ những kẻ phá hoại, song không cung cấp thông tin cụ thể về nhóm người này. Đài RT dẫn nguồn tin khác cho biết vụ tấn công nhằm vào một xe buýt đưa rước học sinh. Thời điểm đó, trên xe đang chở 3 đứa trẻ, nạn nhân bị thương do vết bắn ở lưng. Ngay sau bình luận của thống đốc vùng Bryansk, Điện Kremlin đã lên tiếng xác nhận vụ việc. Tuy nhiên, thì phía Kiev bác bỏ, đồng thời cho rằng động thái này của Moscow là nhằm biện minh cho việc đẩy mạnh các hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine. Theo trang AP, hoàn cảnh chính xác cũng như mục đích của cuộc tấn công ở vùng Bryansk hiện chưa rõ ràng. Tuy nhiên, hãng tin nhận định nếu vụ việc được xác minh, đây sẽ là dấu hiệu tiếp theo sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu bên trong lãnh thổ Nga hồi đầu tuần, cho thấy Kiev đang gia tăng sức ép chống lại Moscow. Đài RT dẫn tuyên bố của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, FSB, cho biết tình hình ở vùng Bryansk hiện đã được kiểm soát. Tuyên bố có đoạn, FBS và các lực lượng trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga đang triển khai các biện pháp truy quét những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine có vũ trang và đã xâm nhập lãnh thổ Nga trái phép. Các phương tiện truyền thông khác cho biết nhóm phá hoại còn bắt một số cư dân làm con tin. Những thông tin này chưa được xác minh. Trong những tháng gần đây, các khu vực biên giới của Nga giáp với Ukraine liên tục ghi nhận các vụ tấn công. Cũng trong ngày 2 tháng 3, thống đốc vùng Kursk, ông Roman Starovoz cho biết quân đội Ukraine đã nã pháo vào một ngôi làng trong khu vực, khiến một người thiệt mạng. Hiện Kiev chưa phản hồi về thông tin này. Cập nhật diễn biến chiến sự tại thành phố nóng như lửa tại miền đông Bakhmut, nơi giao tranh đang kịch liệt diễn ra. Hôm 2 tháng 3, cư dân của những ngôi làng gần đó đã rời bỏ nhà cửa vì lo sợ sẽ bị tấn công. Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết vào hôm thứ Năm rằng lực lượng Nga đang tiếp tục tiến về phía Bakhmut và đang xông vào thành phố. Chúng tôi sẽ rời đi. Thực ra chúng tôi muốn ở lại cho đến phút cuối cùng. Nhưng làm sao có thể? Nhà của hàng xóm tôi đã bị phá hủy. Đã đến lúc chúng tôi cần phải đi rồi. Tôi có một ngôi nhà ở Bakhmut nhưng nó không còn nữa. Tôi đã làm việc cả đời để mua căn nhà này. Dưới sự tấn công liên tục của quân đội Nga, để có được chiến thắng quan trọng đầu tiên trong hơn nửa năm,
lực lượng Ukraine hiện vẫn cố thủ tại các vị trí của mình trong thành phố hoang tàn này. Tại các khu vực Chasiv Yar, phía tây Bakhmut, lực lượng Ukraine đã triển khai máy móc đào chiến hào mới và đang trong quá trình tạo tuyến phòng thủ mới ở nơi này. Trong khi đó, lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, cùng ngày đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh binh lính bên trong thành phố Bakhmut. Wagner đã dẫn đầu cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut, nơi có dân số trước xung đột là 75.000 người, và đã đạt được những tiến bộ ổn định quanh vùng ngoại ô của thành phố trong những tháng gần đây, gây nguy hiểm cho tuyến tiếp tế của Ukraine. Trong video, những người đàn ông mặc đồng phục đang dương biểu ngữ Wagner trên một tòa nhà nhiều tầng gần như đã đổ nát. Có người nhảy và cầm một cây đàn guitar. Hành động này có liên quan đến biệt hiệu của họ, bởi Wagner có nghĩa là nhạc sĩ. Dựa trên các đặc điểm của tòa nhà, cũng như cửa sổ và các góc chính, vị trí của video được xác định là quay ở phía đông thành phố, cách trung tâm Bakhmut khoảng 2 km. Lá cờ đang tung bay là cờ của Wagner. Hôm 2 tháng 3, lực lượng Ukraine vẫn đang cố gắng bám trụ tại các căn cứ ở Bakhmut, nhưng vẫn đang bị quân đội Nga tấn công liên tục nhằm giành quyền kiểm soát thành phố. Cũng trong ngày 2 tháng 3, các quan chức Mỹ cho biết nước này đang tổ chức các cuộc tập trận ở Đức cho các sĩ quan quân đội Ukraine nhằm hỗ trợ họ đưa ra các quyết định chiến trường vào thời điểm sắp tới. Các cuộc tập trận đã kéo dài nhiều ngày và diễn ra tại một căn cứ của quân đội Mỹ ở Wiesbaden, Đức. Sĩ quan quân đội hàng đầu của Mỹ, tướng lục quân, ông Mark Milley đã đến thăm nơi này vào hôm 2 tháng 3. Các quan chức Mỹ đã từ chối nói về những kịch bản chiến trường mà quân đội Ukraine hiện đang xem xét trong các cuộc tập trận gần đây. Mỹ cũng đã hỗ trợ Ukraine luyện tập tư duy đánh giá hướng đi của đối thủ. Ông Milley nói với các phóng viên ở Đức rằng, không ai ngồi đó nói với người Ukraine rằng cần rẽ trái hay rẽ phải, cần làm điều này hay điều kia. Đó không phải là công việc của cộng đồng quốc tế. Tất cả những gì chúng tôi đang làm là thiết lập khuôn khổ và cơ chế để người Ukraine có thể tự học cách đối phó với một tình huống hoặc các kịch bản khác nhau. Tướng Darren Williams, chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, đã khen ngợi hàng chục binh lính Ukraine tham gia vào cuộc tập trận lần này, nói rằng họ thực sự rất giỏi. Các cuộc tập trận diễn ra ngay sau ngày đánh dấu một năm xung đột Nga-Ukraine nổ ra, chủ yếu luyện tập cách đối phó với các cuộc tấn công mà Nga có thể thực hiện trong năm thứ hai của cuộc chiến. Cùng lúc đó, tướng lục quân Mỹ Christopher Cavalry, chỉ huy tối cao đồng minh châu Âu, đã nói với các phóng viên rằng Mỹ sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến khi nào còn có thể. Mỹ và các đồng minh đã cam kết viện trợ quân sự hàng tỷ đô la cho Ukraine, bao gồm xe chiến đấu Bradley, xe tăng và hệ thống phòng không tiên tiến. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin cho biết vào tháng trước rằng ông hy vọng những khoản đóng góp này sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cuộc phản công của Ukraine vào mùa xuân. Mỹ và các đồng minh của mình cũng đang huấn luyện lực lượng Ukraine bên ngoài lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả huấn luyện vũ khí kết hợp ở Đức. Tướng Milley bày tỏ sự lạc quan về quân đội Ukraine, dù thừa nhận cuộc chiến khó khăn vẫn đang ở phía trước. Ông Milley nói, tôi vô cùng tin tưởng vào ý chí kháng cự của người Ukraine. Cuối cùng, tôi tin rằng Ukraine sẽ có được tự do, độc lập và chủ quyền. Một số thông tin đáng chú ý khác về xung đột Đông Âu. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev mới đây đã nêu cụ thể những hành động của NATO mà Moscow coi đó là sự can dự trực tiếp vào cuộc chiến chống nước này. Thông tin được đài RT đăng tải. Ông Medvedev hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đã viện dẫn một tiền lệ có từ đầu thế kỷ 20, qua đó cảnh báo Mỹ và các đồng minh rằng họ có thể bị coi là một bên trong xung đột nếu ngoài cung cấp vũ khí, họ còn đào tạo người sử dụng chúng. Vị quan chức nêu rõ trên Telegram, việc huấn luyện người Ukraine cách sử dụng xe tăng Leopard đang diễn ra trên lãnh thổ Liên minh châu Âu, nhưng nếu hoạt động này tiếp tục mở rộng, bao gồm đào tạo sử dụng những máy bay chiến đấu đặt tại Ba Lan, thì đó sẽ là sự can dự trực tiếp của những người theo chủ nghĩa Đại Tây Dương vào cuộc chiến chống Nga. Cựu Tổng thống Nga đồng thời nhấn mạnh, cùng với lính đánh thuê nước ngoài và các chuyên gia quân sự, tất cả những người ra quyết định cung cấp hoặc sửa chữa những vũ khí này đều trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp. Sau khi nhận được cam kết chuyển giao xe tăng chiến đấu từ các đồng minh, Kiev đã khởi động lại cuộc thảo luận về cung cấp máy bay chiến đấu, nổi bật là những chiếc tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất. Cho đến nay, Tổng thống Joe Biden vẫn loại trừ khả năng này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gần đây cũng nói rằng việc viện trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine không phải là vấn đề ưu tiên vào lúc này. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Sergei Ryabkov vào cùng ngày cho rằng sự tham gia của phương Tây vào xung đột Ukraine có thể châm ngòi cho một cuộc đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân với hậu quả thảm khốc. Phát biểu bên lề hội nghị Geneva về giải trừ quân dự bị, ông Ryabkov nhận định mối đe dọa chiến lược nghiêm trọng nhất hiện nay đến từ các chính sách của Mỹ và NATO. Những bên đang tìm cách thổi bùng thêm xung đột Ukraine và khơi mào những căng thẳng xung quanh cuộc chiến này.
Theo nhà ngoại giao Nga, Moscow đã cảnh báo phương Tây về những nguy cơ xảy ra cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân, nhưng điều này đang bị diễn giải sai là vì mục đích tuyên truyền. Bình luận được Thứ trưởng Ngoại giao Nga đưa ra sau khi Tổng thống nước này Putin ký thông qua luật đình chỉ tham gia hiệp ước cắt giảm chiến lược New START với Mỹ. Đây là thỏa thuận hạt nhân cuối cùng giữa hai cường quốc sở hữu số đầu đạn hạt nhân nhiều nhất thế giới. Đầu tuần này, đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov cho biết Washington cần phải xem xét lại các chính sách đối đầu với Nga nếu muốn khởi động lại New START. Mới đây, hội nghị ngoại trưởng G20 đã tổ chức nhóm họp ở Ấn Độ. Tại đây, Trung Quốc và Nga đã từ chối tham gia vào tuyên bố chung của nhóm liên quan đến việc lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Động thái này cho thấy sự bất đồng trong các quan điểm liên quan đến việc chấm dứt xung đột vốn đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu. Trả lời các phóng viên sau cuộc họp giữa các ngoại trưởng G20 ở New Delhi hôm 2 tháng 3, Ngoại trưởng Ấn Độ ông Subramanyam Jaishankar cho biết vấn đề Ukraine hiện không thể đạt được sự đồng thuận do tình hình phân cực hiện nay. Ấn Độ sau đó đã đưa ra một tuyên bố khẳng định Nga và Trung Quốc đã không đồng ý với tuyên bố mà các nhà lãnh đạo G20 đã đưa ra trong cuộc đàm phán ở Bali, Indonesia vào 4 tháng trước. Tuyên bố này cho biết hầu hết các thành viên lên án mạnh mẽ cuộc chiến ở Ukraine và nhấn mạnh cuộc chiến đang gây ra sự đau khổ cho người dân do tình hình lạm phát, an ninh lương thực. Cuộc họp tương tự giữa các bộ trưởng tài chính G20 cũng không đạt được sự đồng thuận. Tại Ấn Độ, hôm 2 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken đã kêu gọi người đồng cấp Nga Sergei Lavrov chấm dứt xung đột trong một cuộc gặp ngắn bên lề cuộc họp G20. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của họ kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu một năm trước. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hôm 2 tháng 3 đã nói trong cuộc phỏng vấn với tuần báo Windward của Thụy Sĩ rằng châu Âu cần một khối quân sự riêng biệt, một khối không phải chịu ảnh hưởng từ Mỹ. Theo nhà lãnh đạo, Mỹ chính là bên kéo châu Âu vào một cuộc xung đột không thể thắng và có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn cầu. Giải pháp cho tình hình hiện nay là châu Âu cần một NATO không có Mỹ. Nhà lãnh đạo Orbán nói, đồng thời nhận định mong muốn mở rộng ảnh hưởng hơn nữa của Mỹ là nguyên nhân khiến phương Tây và Nga căng thẳng. Thủ tướng Hungary đề cập đến cuộc nói chuyện giữa ông với Tổng thống Nga Putin vài tuần trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Ông Orbán cho biết, ông Putin đã nói với tôi những lo ngại của Moscow liên quan đến khả năng NATO mở rộng về phía đông. Nhà lãnh đạo nhận định đây là một trong những lý do cốt yếu làm bùng phát xung đột ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Hungary nên đứng ngoài cuộc chiến này. Ông Orbán nói Budapest hiện đang chịu sức ép liên tục khi các đồng minh muốn lôi kéo họ vào cuộc xung đột bằng mọi cách có thể. Ông tin rằng đó là vì Liên minh châu Âu-EU đang phục vụ lợi ích của Mỹ nhiều hơn của chính khối này. Theo Thủ tướng Hungary, phương Tây cần thể hiện thái độ thiện chí thật sự nếu họ muốn hòa bình ở Ukraine được lập lại. Hungary đã nhiều lần kêu gọi nối lại tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine, cũng như chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow và cả việc vũ trang cho Kiev. Hungary cũng là quốc gia NATO duy nhất ủng hộ đề xuất hòa bình 12 điểm do Trung Quốc đưa ra cho xung đột ở Ukraine. Cũng cuộc phỏng vấn với tờ báo Die Windward của Thụy Sĩ, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết ông hiểu lập luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng không đồng ý với những gì mà Tổng thống đang làm, đồng thời nói rằng phương Tây đã phải tìm cách cùng tồn tại hòa bình với Nga. Ông Orbán tiết lộ rằng ông đã thảo luận về các vấn đề an ninh quốc tế bao gồm cả việc mở rộng NATO trong cuộc gặp với ông Putin vào tháng 2 năm 2022. Theo Thủ tướng, nhà lãnh đạo Nga khi đó đã nói với ông rằng tư cách thành viên NATO của Hungary không phải là vấn đề, chỉ có Ukraine và Georgia mới là vấn đề. Ông nói thêm, cái mà Tổng thống Nga đang nhắm đến là các căn cứ tên lửa của Mỹ được lập ra ở Romania và Ba Lan, cũng như khả năng mở rộng của NATO sang Ukraine và Georgia, sau đó sẽ triển khai vũ khí và đóng quân ở hai quốc gia này. Trong khi đó, Mỹ cũng đã hủy các hiệp ước hạn chế quân dự bị quan trọng. Đây là lý do tại sao ông Putin không thể ngủ ngon vào ban đêm. Ông Orbán nói, tôi hiểu những gì ông Putin nói, nhưng tôi không đồng ý với những gì mà ông ấy đang làm. Ông Orbán cũng cho rằng Nga đang nhìn nhận mọi thứ khác với phương Tây, bởi vì Nga là cả một nền văn minh khác. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng cường quốc phương Tây cần phải tìm cách cùng tồn tại hòa bình cùng với cường quốc như Nga. Cùng chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC bà Ursula von der Leyen tại Washington vào ngày 10 tháng 3 tới đây. Thông tin được người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby đưa ra trong cuộc họp báo mới đây. Ông Kirby cho biết hôm 2 tháng 3, cuộc gặp của Tổng thống Biden và Chủ tịch EC bà von der Leyen sẽ tập trung thảo luận các vấn đề về Trung Quốc, năng lượng, chuỗi cung ứng và việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm thúc đẩy cắt giảm sự phụ thuộc của EU vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.
Ngoài ra, chương trình nghị sự của hai nhà lãnh đạo lần này còn đề cập đến nỗ lực hỗ trợ Ukraine, các thách thức an ninh toàn cầu và chống biến đổi khí hậu. Năm ngoái, Tổng thống Biden đã ký ban hành đạo luật giảm lạm phát trị giá 430 tỷ đô la Mỹ nhằm phân bổ các khoản trợ cấp lớn cho các sản phẩm do Mỹ sản xuất, đồng thời giải quyết khủng hoảng năng lượng và thúc đẩy năng lượng tái tạo, một động thái được cho là khiến châu Âu không hài lòng. Ở châu Á, các quan chức Hàn Quốc cùng với Mỹ cho biết vào hôm 3 tháng 3 rằng cả hai nước sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn kéo dài hơn 10 ngày vào tháng 3. Trong cuộc họp báo ở Seoul, quân đội hai nước cho biết cuộc tập trận mang tên Lá chắn tự do sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến 23 tháng 3 nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chung của các đồng minh. Tuyên bố chung của hai bên cho biết Lá chắn tự do được thiết kế để tăng cường khả năng phòng thủ và phản ứng của liên minh bằng cách tập trung kịch bản vào những vấn đề như môi trường an ninh đang thay đổi, cân nhắc các hành động của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và những bài học rút ra từ cuộc chiến cũng như các cuộc xung đột gần đây. Các cuộc tập trận trước đây đã nhận lại những phản ứng gay gắt từ Triều Tiên, cụ thể là các vụ phóng tên lửa và đe dọa hạt nhân. Bình Nhưỡng cho rằng các hoạt động quân sự chung này là bằng chứng cho thấy Washington và các đồng minh của mình đang thể hiện lập trường thù địch. Khi được hỏi về phản ứng có thể xảy ra của Triều Tiên, Đại tá Isaac Taylor, người phát ngôn của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, USFK, cho biết cuộc tập trận này diễn ra theo thường lệ và hoàn toàn mang tính phòng thủ. Các quan chức Hàn Quốc cũng đã lưu ý rằng Triều Tiên cũng đang tiến hành các cuộc tập trận mùa đông hàng năm. Trong tháng vừa qua, các binh sĩ đặc nhiệm của Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật mang tên Test Knife. Chiến hạm AC-130G của Mỹ đã lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận chung. Quan chức quốc phòng của Philippines vừa qua cho biết quyết định của Philippines về việc cho phép Mỹ triển khai nhiều hoạt động hơn trên các căn cứ quân sự của mình không phải là hành vi tham chiến, mà chỉ là nhằm tăng cường khả năng tự vệ trước các mối đe dọa đến từ bên ngoài. Người phụ trách văn phòng của Bộ Quốc phòng Philippines, ông Catilo Ganver cho biết, tình hình địa chính trị đang trở nên bấp bênh hơn từng ngày. Ông nói thêm, chúng tôi không chuẩn bị cho chiến tranh. Thay vào đó, chúng tôi đang hướng tới việc phát triển khả năng phòng thủ của mình trước các tình huống và mối đe dọa đối với an ninh của chúng tôi. Tuyên bố của ông được đưa ra một ngày sau khi một số thượng nghị sĩ và một thống đốc tỉnh bày tỏ lo ngại và phản đối quyết định của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. về việc cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 địa điểm quân sự, bên cạnh 5 địa điểm mà Mỹ đã được tiếp cận trước đó, theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng nâng cao năm 2014. Thỏa thuận năm 2014 cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ của Philippines để thực hiện huấn luyện chung, đặt các thiết bị quân sự và xây dựng các cơ sở như đường băng, kho chứa nhiên liệu và nhà ở quân sự. Quyết định của ông Mascop được công bố trong chuyến thăm Philippines vào tháng trước của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và được đưa ra trong bối cảnh có những lo ngại của hai nước này về tình hình ở Biển Đông và khu vực eo biển Đài Loan. Một cựu chỉ huy quân đội Philippines cho biết Mỹ đã yêu cầu tiếp cận các căn cứ ở Isabela, Zambales và Cagayan. Tất cả đều nằm trên hòn đảo Luzon, hướng về phía bắc của phía Đài Loan và trên đảo Palawan ở phía tây nam trong khu vực tranh chấp Biển Đông. Thống đốc Cagayan, ông Manuel Mamba đã phản đối việc bổ sung các địa điểm mới và tổ chức phiên điều trần tại Thượng viện, cho biết ông không muốn thỏa thuận này gây ra vấn đề với Trung Quốc. Ông Mamba nói, đừng bắt chúng tôi phải nói với họ rằng họ là kẻ thù của chúng tôi chỉ vì Mỹ. Một nghiên cứu mới nhất cho thấy lượng sản phẩm nhựa ở các nước nhóm G20 sẽ tăng gần gấp đôi trong năm 2050, trừ khi một hiệp ước hạn chế tiêu thụ mang tính toàn diện trên phạm vi toàn cầu, ràng buộc chặt chẽ về mặt pháp lý được các nước ký kết. Theo báo cáo của Black to Blue, một nhóm nghiên cứu thuộc tổ chức tư nhân Economist Impact và Quỹ Nippon, các chương trình hiện tại nhằm tăng cường tái chế và cắt giảm tiêu thụ nhựa chỉ mới là lớp trầy ngoài bề mặt, phần nổi của tảng băng chìm. Điều này đòi hỏi những kế hoạch mang tính toàn cầu và toàn diện hơn nữa. Liên Hợp Quốc mới đây đã khởi động các cuộc thảo luận về giải quyết ô nhiễm nhựa ở Uruguay vào tháng 11, hướng tới một hiệp ước mang tính ràng buộc pháp lý quốc tế có hiệu lực vào cuối năm nay. Hơn 175 quốc gia đã ký tham gia vào cuộc thảo luận này. Theo Black to Blue, lượng sản phẩm nhựa của các nước G20 vào giữa thế kỷ này có thể tăng lên 451 triệu tấn, tăng gần 3/4 so với năm 2019. Tổ chức này cho biết các biện pháp tái chế và giảm thiểu hiện tại chỉ có thể duy trì mức tiêu thụ khoảng 325 triệu tấn vào năm 2050, nhưng đó vẫn là một con số báo động. Hôm 2 tháng 3, hai tay súng đi xe máy đã tấn công siêu thị của gia đình vợ của Lionel Messi ở Argentina. Những người này còn để lại dòng chữ đe dọa nhằm vào siêu sao 35 tuổi tại hiện trường. Thông tin được Reuters trích dẫn, truyền thông và chính quyền địa phương cho biết. Ông Pablo Drapkin, thị trưởng Rosario thuộc tỉnh Santa Fe, xác nhận vụ việc xảy ra trong địa bàn thành phố.
Theo Reuters, siêu thị bị bắn 14 phát đạn vào đêm 2 tháng 3 theo giờ địa phương, với vỏ đạn được nhìn thấy rơi la liệt trên vỉa hè. Ghi nhận trong sáng ngày 3 tháng 3, cơ sở này vẫn đóng cửa. Dòng chữ đe dọa được viết trên cửa vẫn còn nguyên. Này Messi, bọn tao đang đợi mày trở về, thị trường thành phố cũng là một kẻ nghiện và hắn không thể bảo vệ được mày đâu. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Theo người dân địa phương, tình trạng này đã xảy ra trong thời gian dài. Thị trường Trabkin đổ lỗi cho lực lượng chức năng đã lơ là công tác đối phó với tội phạm có tổ chức, vốn ngày càng gia tăng trong những năm gần đây ở thành phố cảng trọng điểm này, nơi có nhiều chuyến tàu chở hàng chục nghìn tấn ngũ cốc mỗi ngày. Tổng thống Argentina Alberto Fernandez mô tả đây là chuyện khủng khiếp, đồng thời cho biết giới chức đang nỗ lực ngăn chặn bạo lực và tội phạm, vốn là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở Rosario. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh có tin đồn Newell's Old Boys sẽ là bến đỗ tiềm năng cho Messi sau khi rời PSG. Các cổ động viên của những câu lạc bộ đối địch Newell's Old Boys cảm thấy không hài lòng với điều này. Hiện siêu sao 35 tuổi chưa phản hồi về những thông tin trên. Rosario là nơi sinh ra và lớn lên của Messi và vợ cô Antonella Rucuzzo. Cặp đôi tổ chức hôn lễ tại đây vào năm 2017 và thường dành thời gian nghỉ lễ ở quê nhà. Cũng ở Argentina, nhiều thành phố, thị trấn mới đây đã thiết lập nền nhiệt cao kỷ lục khi quốc gia Mỹ Latin này trải qua đợt sóng nhiệt khắc nghiệt. Theo Reuters, nhiệt độ tại thủ đô Buenos Aires trong ngày 2 tháng 3 tăng cao lên đến 37,9 độ C, có nơi 41 độ C. Dưới thời tiết nóng bức, người dân địa phương và khách du lịch đã tận dụng hết mức các vật dụng che nắng, trong khi một số cư dân chọn ở nhà. Một người dân tên Gabriel Sure nói, nhiệt độ cao khiến người ta cảm thấy khó khăn, cảm giác khá là bức bối. Trước đó một ngày, nhiều vùng ở Argentina, trong đó có thủ đô Buenos Aires, đã bị mất điện sau khi lưới điện nước này gặp sự cố cháy đường dây tải điện. Nguồn cung cấp điện dần được khôi phục sau đó. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các nhà chức trách điều tra làm rõ. Một bức tượng Moai mới vừa được phát hiện dưới đáy của hồ Rano Rakaku gần miệng núi lửa trên đảo Phục Sinh. Moai là những bức tượng được người Rapa Nui cổ tạc từ cho núi lửa. Quần thể 887 bức tượng đá trên đảo được UNESCO công nhận là di sản thế giới và được đề cử vào danh sách 7 kỳ quan mới của thế giới. Tượng Moai mới dài 1,6 mét được phát hiện dưới đáy hồ đã cạn khô trên đảo Phục Sinh. Đây là một tượng Moai toàn thân, có các đặc điểm dễ nhận biết nhưng không thực sự rõ nét. Bức tượng được tìm thấy vào ngày 21 tháng 2 bởi nhóm các nghiên cứu sinh đến từ ba trường đại học ở Chile đang thực hiện dự án khôi phục vùng đầm lầy quanh miệng núi lửa Rano Rakaku. Quản lý cộng đồng Mauhenua thuộc công viên quốc gia Rapa Nui cho biết, tượng Moai nằm ở trung tâm một đầm phá bắt đầu khô từ năm 2018. Nó là một phát hiện thú vị vì đây là Moai đầu tiên được phát hiện trong khu đầm phá quanh miệng núi lửa. Điều đặc biệt là cách đây 2 hay 3 thế kỷ, khu đầm phá lúc đó nước còn sâu đến 3 mét, không ai có thể bỏ tượng Moai xuống đây thời điểm đó. Cơ quan quản lý thông báo không có ý định di chuyển bức tượng đá khỏi vị trí tìm thấy. Những tượng Moai ở khu vực Rano Rakaku được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đảo Phục Sinh trước đây là nơi sinh sống của người Polynesia, trước khi được Chile sáp nhập vào năm 1888. Trong khi đó, hai du khách Tây Ban Nha mới đây đã ghi lại được những hình ảnh về một cá thể hươu huê môn quý hiếm tại khu bảo tồn quốc gia Magallanes của Chile. Đây là lần đầu tiên loài này được nhìn thấy ở đây. Đoạn phim do cặp vợ chồng người Tây Ban Nha quay vào ngày 14 tháng 2 cho thấy con hươu huê môn không sợ hãi trước sự hiện diện của con người. Ông Mariano de la Maja thuộc Tập đoàn Lâm nghiệp Quốc gia Chile cho biết, hươu huê môn là loài có nguy cơ tuyệt chủng và sự xuất hiện của con vật đã chứng minh được rằng khu bảo tồn Magallanes là một môi trường sống tiềm năng cho các loài động vật hoang dã. Theo người này, hươu huê môn hiện còn chưa đến 2.500 cá thể sống ngoài môi trường tự nhiên, khu vực giữa Chile và Argentina. Hiện chính quyền và các tổ chức đang tiếp tục thúc đẩy những nỗ lực bảo tồn hươu huê môn cũng như các loài vật đặc hữu khác khi cháy rừng và các hoạt động của con người vẫn là mối đe dọa đối với môi trường sống của chúng. Thưa quý vị, hai chú chó nghiệp vụ thuộc giống chó Labrador của Sở Cảnh sát thủ đô London chuẩn bị được đưa đến Thái Lan để trấn áp tội phạm buôn lậu TT. Thông tin từ Hiệp hội Động vật London nước Anh. Hai chú chó giống Labrador tên Buster và Brett đã trải qua chương trình huấn luyện đặc biệt kéo dài 8 tuần cùng với các nhân viên Sở Cảnh sát thủ đô London. Cả hai sẽ được gửi đến Thái Lan để hoàn thành khóa huấn luyện, sau đó dùng kỹ năng được học để đánh hơi phát hiện TT bị vận chuyển qua đường cửa khẩu đường bộ, đường thủy và đường hàng không.
BEST và Booster sẽ hỗ trợ cơ quan an ninh ở các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan, nơi nạn buôn bán động vật hoang dã, đặc biệt là loài tê tê, đang diễn ra. Theo thống kê, cứ 5 phút lại có một con tê tê bị săn ngoài tự nhiên. Hai chú chó được huấn luyện để nhận biết con vật và đưa ra cảnh báo. BEST và Booster có thể làm công việc này trong khoảng 8 năm, sau đó chúng nghỉ hưu và được chăm sóc đến cuối đời ở Thái Lan. Mặc dù lệnh cấm buôn bán loài tê tê trên toàn cầu đã có từ năm 2017, loài động vật này vẫn là đối tượng của nạn săn trộm và buôn bán động vật hoang dã lấy thịt, vảy và các bộ phận khác. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.